Phượng Ruồi bị đánh khi đi thăm mộ Vũ Linh và nói xấu Hồng Loan. Mới đây, cư dân mạng hả hê khi xem clip người phụ nữ cầm dép tát tới tấp vào mặt Hồng Phượng, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nguyên nhân được biết xuất phát từ việc trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ Vũ Linh, khi Hồng Loan và cả gia đình đang lo làm lễ và kỷ niệm ngày sinh của cố nghệ sĩ, thì mẹ con Hồng Phượng tươi cười trên xe hơi bước xuống. Sự việc không có gì đáng nói khi Hồng Phượng nhìn thấy Hồng Loan thì thốt lên: "Cái con đầu đường xó chợ!" Ngay lập tức nhiều người tức giận yêu cầu Hồng Phượng đi khỏi Hoa Viên Bình Dương. Tuy nhiên, Hồng Phượng và mẹ ruột là Hồng Nhung vẫn tiếp tục đi vào trong. Sự việc có lẽ đã kết thúc nếu cô giáo Hồng Nhung không thốt lên: "Sinh nhật mà nó cúng cái gì vậy? Đúng là thứ con hoang không ai dạy dỗ." Khi câu nói này được thốt ra, lập tức một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đã vào tát tới tấp vào mặt cô giáo. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hồng Phượng cũng bị người này tát tới tấp. Người phụ nữ vừa tát vừa kêu lên: "Cái loại vô học để bà dạy dỗ chúng mày." Đáng chú ý khi mẹ con Hồng Phượng bị đánh, không thấy ai can ngăn mà chỉ thấy người dân reo hò ủng hộ: "Đánh tiếp đi." Bảo vệ không kịp can ngăn vì nhiều người dân chen chúc nên không thể tiếp cận vị trí đứng của Hồng Phượng. Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn. Trước đó, ca sĩ Hồng Phượng kể về sinh nhật cuối cùng của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh năm 2022. Cô đăng ảnh bên cậu ruột kèm chia sẻ: "Lâu rồi nhưng dễ thương, mai sinh nhật cậu con rồi. Nhớ năm trước cậu nằm trên giường, cả nhà giáo giết lo này lo kia để cậu đón tuổi mới, nhưng cậu không khỏe nên không thể gượng dậy." Cũng như nhiều người thân trong gia đình, ca sĩ Hồng Phượng cảm thấy trống vắng khi cố nghệ sĩ qua đời. "Năm nay sinh nhật cậu buồn lắm, thiếu vắng rồi. Mãi mãi về trong giấc mơ với con nha cậu, con thương nhớ." Hồng Phượng trải lòng. Hồng Phượng được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cậu của cô là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Tiểu Linh, còn mẹ cô cũng là cô đào nổi tiếng một thời Hồng Nhung. Sau khi vướng lùm xùm, Hồng Phượng dọn ra khỏi nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ít tham gia hoạt động nghệ thuật vì bị cộng đồng mạng ném đá. Sau ồn ào, Hồng Phượng cho biết mong ước lớn nhất của cô là khán giả hiểu khách quan về câu chuyện lùm xùm đã qua. Nữ ca sĩ cũng mong muốn sớm được trở lại sân khấu để làm nghề. Tuy nhiên, với tính tình hiện tại, có lẽ Hồng Phượng trở lại đứng trên sân khấu là ngày xa vời. Sinh nhật Vũ Linh, người hâm mộ gửi hoa bánh đầy nhà. Ra đi tháng 3 năm nay, nên đây là sinh nhật đầu tiên mà người thân người hâm mộ vắng bóng ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh. Khuya ngày 9 tháng 12, nghệ sĩ Bình Tinh đã đăng tải hình ảnh Vũ Linh trong những sinh nhật trước đây khi anh còn sống. Cô xúc động viết: "Happy birthday A Mã, năm nào con cũng đều mừng sinh nhật trước với ba vào tối 9 tháng 12, năm nay cũng vậy, sinh nhật đầu tiên vắng ba." Bên dưới status của Bình Tinh, Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh đăng tải tấm hình cô ôm ba thấm thiết và nói: "Em cũng nhớ lắm, thèm được ôm như vậy nè chị." Và trên trang cá nhân của Hồng Loan sáng nay cũng đăng hình ảnh bàn thờ nghệ sĩ Vũ Linh tràn ngập hoa bánh kem người hâm mộ gửi đến chúc mừng sinh nhật anh. Hồng Loan bày tỏ lòng biết ơn khán giả đã gửi hoa, giỏ trái cây, bánh, thậm chí đến tận nhà thắp nhang. Cô nói: "Con tin ba sẽ vui lắm khi biết cô chú anh chị luôn thương nhớ ba và gia đình nhỏ của con." Đồng thời, cô hẹn gặp người hâm mộ lúc 14 giờ ngày 10 tháng 12 tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Cô và người thân thiết sẽ lên mộ để cúng, tổ chức sinh nhật cho nghệ sĩ Vũ Linh. Dù 14 giờ người thân Vũ Linh mới tổ chức sinh nhật tại mộ ông trên Nghĩa Trang Hoa Viên, nhưng hiện tại ở mộ, người hâm mộ đã trang hoàng với hoa bánh rất đầy đủ. Trên các trang mạng đã ngập tràn lời chúc mừng sinh nhật của ông Hoàng. Mạo danh đến hát ở Đà Lạt bị vạch trần, Hồng Phượng bị cấm hát vĩnh viễn. Mới đây, một sự việc khiến nhiều người xôn xao: Hồng Phượng mạo danh mình đi hát ở show của nhà hàng Hương Nguyễn, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cụ thể, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khoe chuẩn bị đi show ở nhà hàng Hương Nguyễn và được khán giả yêu thương hết mình. Tuy nhiên, sự cố xảy ra đối với nhà hàng bị hàng ngàn khán giả vào trang Facebook của nhà hàng này đánh giá một sao và có những bình luận tiêu cực. Trước những phản hồi tiêu cực, chủ nhà hàng đã choáng váng, vội vàng lên tiếng đính chính, nguyên văn bài đăng như sau: "Chúng tôi không hề liên quan đến ca sĩ Hồng Phượng. Hiện tại, Hương Nguyễn Wedding and Event Center Đà Lạt đang bị bão một sao trên trang Google vì những vấn đề không phải tại chúng tôi. Bài viết này để đính chính. Một, chúng tôi không hề biết ca sĩ Hồng Phượng là ai. Hai, chúng tôi không mời ca sĩ Hồng Phượng về hát tại nhà hàng." Nói rõ thêm, việc Hồng Phượng xuất hiện trong tối nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch hay bất cứ chương trình nào của Hương Nguyễn, mà đến từ một bên thứ ba nào đó. Ngay bây giờ có rất nhiều đánh giá tiêu cực nhắm về nhà hàng chúng tôi, dẫu không liên quan đến chất lượng dịch vụ mà chúng tôi đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Một lần nữa, chúng tôi là nạn nhân của những hiểu lầm không đáng có. Nhiều khán giả cho rằng nhà hàng này xui rủi khi không biết Hồng Phượng là ai. Ngay sau khi bài đăng của nhà hàng được chia sẻ, nhiều khán giả lên tiếng thông cảm cho nhà hàng và lên án Hồng Phượng mạo danh đi hát ở đây để gây ảnh hưởng xấu cho công việc làm ăn của nhà hàng. Nhiều người còn cho rằng nhà hàng nên thống kê thiệt hại để yêu cầu Hồng Phượng phải bồi tiền và tiền bạc phải lên tiếng xin lỗi. Trước đó, Hồng Phượng đã từng bị tẩy chay khi tham gia game show của HTV. Sau đó, cô lên tiếng khẳng định mình không làm gì trái đạo đức. Nói về việc bị nhiều khán giả đòi cấm sống vì thiếu đạo đức, Hồng Phượng bức xúc, cho biết cô không làm điều gì mất đạo đức. "Tôi không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Tôi thấy mọi người đang đánh giá đạo đức người khác từ những lời nói không có căn cứ.
Từ trước đến nay, đạo đức trong lối sống và cách làm nghề của tôi chưa bao giờ gặp phải điều tiếng. Tuy nhiên, sau đám tang của cậu, mọi người lại đánh giá tôi sống sai, không có đạo đức. Vậy mọi người đang dựa vào đâu để đánh giá tôi thiếu đạo đức? Nữ ca sĩ bức xúc. Nữ nghệ sĩ cho biết việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của cô. Thời gian qua, Hồng Phượng stress vì bị hủy nhiều show. Cô cũng từ chối rất nhiều lời mời đi diễn vì lo sợ bị tấn công bởi những người quá khích. Gia đình tôi chịu quá nhiều áp lực từ dư luận, nhiều tin đồn vu khống một cách vô căn cứ. Tất cả sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc mà còn khiến tinh thần của tôi ngày nào cũng căng thẳng. Gia đình tôi hiện tại phải nhận nhiều lời bôi nhọ thậm tệ, cô nói. Hồng Phượng cũng tiết lộ, hiện tại cô cố gắng chỉ đọc những lời động viên tích cực, tránh để làm ảnh hưởng đến tinh thần. Không chấp nhận thua cuộc, cô Sáu tiếp tục tới trước bàn thờ cố nghệ sĩ Vũ Linh để ăn vạ, bắt Hồng Loan chia bớt tài sản. Đã gần 9 tháng từ khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời mà mọi chuyện trong gia đình ông vẫn cứ rối tung lên khiến ai nấy không khỏi xót xa vì nam nghệ sĩ đã nằm xuống mà vẫn chưa được yên nghỉ. Dân tình càng thêm bức xúc bởi những việc làm của cô Sáu Hồng Nhung, mới đây nhất là vụ kiện thứ 5 của cô Sáu Hồng Nhung đối với cháu ruột là Hồng Loan. Trong lá đơn thứ 5 này, chứ không đứng đồng sở hữu như trước nữa. Điều này khiến những người theo dõi vô cùng bức xúc. Cô Sáu cho rằng Hồng Loan không phải con ruột mà chỉ là con nuôi mà cũng không có giấy tờ gì rõ ràng thì không có quyền được đồng sở hữu. Thay vào đó, Hồng Phượng con gái của bà mới có toàn quyền quyết định về khối tài sản này. Bà cho rằng Hồng Loan đã thuê một số nghệ sĩ như Nguyên Vũ, Linh Tý dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của anh trai mình. Bà cũng nói rõ quan điểm, việc Hồng Loan chỉ là một đứa con hoang không có quyền đòi hỏi. Gia đình bà muốn cho gì thì cho, đuổi ra khỏi nhà là phải ra. Không có bất cứ một thứ quyền hành vô lý nào mà người dưng lại đuổi em ruột ra khỏi nhà. Trước đó, sau khi Hồng Loan tiết lộ đã mời mẹ con cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Phượng ra khỏi nhà vì không tìm được tiếng nói chung, thì mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh dọn đồ ra khỏi nhà nhưng lại có hành động khiêu khích trước bàn thờ của anh trai, làm khán giả vô cùng phẫn nộ. Theo đó, cô Sáu Hồng Nhung từ phòng bước ra và cầm theo đồ của cháu gái, con của Hồng Phượng, giơ lên trước bàn thờ và luôn miệng nói đồ của Ruby nè anh Năm. Chưa dừng lại, bà còn tiến đến trước camera trong nhà khiêu khích đồ của Ruby mà anh Năm thương nè anh Năm. Chính thái độ của cô Sáu Hồng Nhung khiến dân tình cho rằng bà khiêu khích và ăn vạ cũng như thiếu tôn trọng người đã khuất. Có lẽ vì cay cú khi bị Hồng Loan mời khỏi nhà nên bà Hồng Nhung mới có hành động như thế. Tuy nhiên bà càng làm thì càng bị chỉ trích vì hiện tại đa số khán giả đều bênh vực Hồng Loan. Trong thông tin được chia sẻ trên các kênh chính thống, Hồng Loan tuy có khả năng cao giành được phần thắng trong vụ kiện, nhưng vì quá lo lắng, khiến cô sụt cân mất ngủ, mâu thuẫn trong gia đình. Hồng Loan cho biết phải mượn nợ để lo sinh hoạt phí và lo cho các con, nhưng may mắn được các anh chị thân tình và những khán giả yêu thương của ba giúp đỡ. Cô không dám kể với ai vì sợ mọi người nói mình than thở. Hồng Loan cũng chia sẻ sau khi ba mất, số tiền trong két sắt còn lại là 13.000 đô. Cô đã lấy ra 5.900 đô để sửa lại chiếc ô tô cũ mà ba để lại và mua gạo phát từ thiện, mua chim cá phóng sinh. Số tiền còn lại hiện, Hồng Loan cũng không rõ ai đang nắm giữ. Riêng tiền phúng điếu và tiền quyên góp xây mộ cho nghệ sĩ Vũ Linh, mẹ con cô Sáu đang là người nắm giữ. Sau khi trợ lý Kim Nga đòi ban thờ, Hồng Loan đã gọi điện trả nhưng Kim Nga lại không nhận. Tuy nhiên, Hồng Loan vẫn quyết định thay bàn thờ to hơn, bài trí tươm tất hơn để làm nơi thờ cúng cho ba. Đã có rất nhiều hoa và trái cây của các đồng nghiệp, người hâm mộ gửi đến tưởng nhớ nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan cũng cho biết từ khi ba mất, nhưng chưa được sự yêu thương của các cô chú, Hồng Loan mua may bán đắt nên cuộc sống dần ổn định hơn. Từ nay mọi người đến thăm cha con thì chỉ xin mọi người đi tay không. Không cần phải mua quà nữa. Hãy để những thứ đó tặng lại cho những người khó khăn hơn con. Có gì thì sau này sẽ tính tiếp. Hãy để mọi thứ được suôn sẻ nhất để ba của con được an tâm nơi chín suối. Hồng Loan chia sẻ.